cái miếng đậy nè, cái nắp đậy nè. Đó, lúc đầu đó là tưởng đâu là chỉ để đậy cho nó sạch thôi. Đó, rồi cái khi mà có cái bột này nè, nó đầy như này nè, bột nó đầy thì cứ dùng cái này mà đẩy 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 đẩy. Nhưng mà sau đó mới phát hiện ra là cái nắp bột này nè, cái nắp bột này nè, công dụng của nó là để đẩy bột. Khi mà mình làm xong đó, mình để cho nó khô một chút xíu đó. Xong khô bột chút đó. Cái này nó có hai cái khớp, chỗ này nó có hai cái ha. Ở đây nó cũng có hai cái lõm đó. Thì mình đưa vô nè, ở đây nó có 4 sao phải không? Ở đây nó cũng có 4 cái nhánh như vậy đó, mình đưa vô. Hy vọng mẹ thấy đường nha con gái. Đó, đó. Đẩy nè, đẹp như vậy đó. Nó đi ra hết không? Đó. Thấy không? Đẩy một cái phát mở nó ra liền. Đó. Còn không đó là mình chọt chọt lâu lắm. Đó. Sạch sẽ.